đã nhiều lần giao với đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng lần này, nhóm làm phim chúng tôi có một cảm giác rất hưng phấn. Được tham gia cùng các em học sinh trường trung học cơ sở An Vĩnh trong cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức. Chúng tôi là cái lời người đã sinh ra và lớn lên tại huyện đảo Lý Sơn. Nên là cái việc mà tổ chức của cái mì biển đảo của quê hương đó, trên đất của chúng tôi thì cái đó có một ý nghĩa rất là quan trọng để hiểu thêm về cái vai trò của đảo và biển như thế nào trong cái đời sống của nói chung, mà coi đó là một cái trước đây chưa hiểu nhưng bây giờ thấy rõ là gì, đây là chính là cái nhà, cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên, rồi máu thịt của tất cả mọi người chúng ta. Cái này là trách nhiệm và cái này nó đóng vai trò rất quan trọng. Ở đất liền thì chúng tôi đã tổ chức nhiều, nhưng ở một cái đảo như thế này thì nó càng có ý nghĩa hơn. Ý nghĩa hơn đó là chính là các cháu nằm ở trên cái vùng biển đảo. Các cháu được tiếp xúc, được hiểu sâu về biển đảo nhiều hơn là các bạn ở trên đất liền. Thế như vậy là các cháu đã hiểu hơn thì các cháu lại càng có cái ý thức để bảo vệ biển đảo tốt hơn. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển đảo, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển đảo. Mục đích tuyên truyền không chỉ cho các em học sinh mà còn tới mọi tầng lớp người dân địa phương. Vì là cuộc thi đầu tiên được tổ chức ở đây, nên bạn nào cũng háo hức tìm hiểu thông tin từ sách vở, từ mạng Internet. Ai cũng mong đội của mình giành được thắng lợi. Mấy tụi con thì cứ lên mạng rồi tìm những có liên quan đến những chú cảnh sát biển, hoặc là có giáo viên chủ nhiệm in ra những câu hỏi để mấy con có thể trả lời. Để chuẩn bị cho cuộc thi này thì bọn con đã tìm hiểu thông qua nhiều loại sách bố về cảnh sát biển cũng như là xem trên mạng, bởi vì cái thời đại hiện nay là một thời đại hiện đại công nghệ phát triển nên là cái việc đó cũng khá là thuận tiện để bọn con tìm hiểu thông tin cũng như là kiến thức về cảnh sát biển. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức gần 60 cuộc thi với sự tham gia của hơn 60 trường trung học cơ sở tại 18 tỉnh thành trên cả nước. Cuộc thi này nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về vị trí, vai trò chiến lược biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cái mục đích để tuyên truyền, giáo dục cho các cháu học sinh là hiểu sâu về cái biển đảo của Việt Nam. Và từ đó thì thông qua các cái câu hỏi, các cái thì để cho các cháu hiểu sâu rồi thì cho các cháu có xây dựng cho các cháu có ý thức yêu biển đảo, Tổ quốc Việt Nam. Và từ cái yêu đó thì các cháu sẽ có cái lan tỏa thêm. Thế và đặc biệt là có cái thái độ, có cái ý thức để mà bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là sau này các cháu trưởng thành. Nằm trong chủ đề đồng hành cùng ngư dân, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong học sinh. Đây cũng là dịp để học sinh trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn giao lưu, học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chung tay, xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng một cách cụ thể với mọi tầng lớp nhân dân trên đảo, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và nhân dân địa phương, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên của lực lượng Cảnh sát biển thông qua hoạt động thực tiễn. Chúng tôi tổ chức nhiều cái hình thức phương pháp, thì trong đó có cái chương trình Cảnh sát biển với đồng hành với ngư dân là một chương trình tuyên truyền rất là có hiệu quả. Qua đó là tuyên truyền được cho nhiều đối tượng. Thứ nhất là các cái ngư dân. Đấy, thứ hai đó là tuyên truyền cho các em học sinh đấy, ngay trên sân nhà trường. Thứ ba là tuyên truyền cho các em là các cái cán bộ rồi là đoàn viên thanh niên trên các cái địa bàn mà chúng tôi thực hiện tuyên truyền. Tất nhiên là trọng tâm là vào cái đối với ngư dân ở các cái khu vực mà các cái điểm đảo hoặc là các cái bãi ngang để làm sao để cho nhân dân là nâng cao cái nhận thức về biển đảo cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật
đặc biệt là trong cái phòng chống IAU. Từ khi nhận được kế hoạch tổ chức Em yêu biển đảo quê hương của lực lượng cảnh sát biển vùng 2, trường trung học cơ sở An Vĩnh đã chuẩn bị hai cuộc thi nhỏ tìm hiểu về biển đảo quê hương và cuộc thi vẽ tranh để các em có điều kiện tìm hiểu, khảo sát các nội dung liên quan đến biển đảo của Tổ quốc. 66 em đã được chọn ra để tham dự cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. 20 bức tranh đạt giải được chọn để trưng bày trong cuộc thi này. Các chú bộ đội, các chú cảnh sát biển đồn canh giữ biển đảo cho nước ta là một như là những cái bộ phận quan trọng trong cơ sở của nước ta để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của cảnh sát biển, bởi vì biển là một khu vực rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa đối với nước ta. Qua cuộc thi này thì con cũng có mong muốn là các chú cảnh sát biển tiếp tục cố gắng bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ biển của nước ta. Bọn con sẽ cố gắng học tập thật tốt để tiếp nối đối với những vấn đề của đất nước. Qua cuộc thi, các em sẽ nắm thêm, biết tìm hiểu nhiều hơn về tầm quan trọng của lực lượng cảnh sát biển này, và các em biết được lịch sử về biển đảo Việt Nam cũng như là chủ quyền của Việt Nam. Và qua cái cuộc thi này thì bản thân thấy thì nó rất là bổ ích và tạo ra một cái sân chơi cho các em rất là phấn khởi, nhưng mà rất là hào hứng khi mà các em được thể hiện thi với nhau và đặc biệt là tìm hiểu về những cái vấn đề về biển đảo Việt Nam. Khi đến Hoàng Sa là nhằm để tưởng nhớ tri ân tới ai? A. Tưởng nhớ tri ân tới ông bà. B. Tưởng nhớ tri ân tới những anh hùng có công với nước. Và C là tưởng nhớ tri ân tới hùng binh Hoàng Sa. 3, 2, 1. Năm 2014, trong chuyến công tác ra khơi, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bạn tôi đem theo một bức thư do con trai anh và các bạn nhỏ lớp 7 trường trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội gửi cho các chú cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ. Ngoài phong thư ghi rõ kính chúc các chú mạnh giỏi, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc, giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa. Đây được coi là một trong những bức thư đầu tiên của các em học sinh từ đất liền viết gửi cho lực lượng cảnh sát biển. Sau khi được đăng tải, bức thư đã gây nhiều cảm xúc với toàn bộ các chiến sĩ cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ cũng như trong lòng người dân cả nước. Điều đáng nói là bức thư đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu về lực lượng cảnh sát biển cũng như nhiệm vụ, chức trách của các anh. Ngay sau khi nhận được món quà từ các cháu, cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 8003 đã viết thư trả lời gửi kèm cho các cháu một lá cờ Tổ quốc. Với các chiến sĩ cảnh sát biển, đây cũng chính là món quà quý giá giúp các anh vững vàng hơn trước mọi hiểm nguy, gian khó. Khi nào các cháu nhìn thấy lá cờ Tổ quốc là thấy các chú ở bên. Các chú hứa sẽ dũng cảm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 8003 hứa với đất liền sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Biển đảo từ bao đời nay đã trở thành máu thịt gắn bó với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền của đất nước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho những tình cảm đặc biệt. Sau sự kiện 981 năm 2014 ấy, được Quốc hội rồi là được Đảng, Nhà nước phê chuẩn để triển khai đóng những con tàu rất lớn đấy, với cái trang thiết bị rất hiện đại, với cái được đủ điều kiện để đi biển biển xa dài ngày và chịu được sóng gió rất là lớn đấy, thì chúng ta như vậy chúng ta mới có đủ điều kiện để quản lý bảo vệ những vùng biển rất là rộng lớn của đất nước chúng ta. Lực lượng cảnh sát biển thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho ngư dân, giữ vững an ninh, chủ quyền lãnh thổ. Chính vì vậy, hiện đại hóa cả về vũ khí, khí tài và con người là điều mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đang hướng tới. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức đã giúp học sinh, người dân trên đảo Lý Sơn nâng cao hiểu biết về biển đảo Việt Nam, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát Biển năm 2018. Thông qua hoạt động này, tiếng nói của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền và khát vọng xây dựng, phát triển kinh tế biển đảo được phát huy.
Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển thân thiện, gần gũi với nhân dân là một trong những yếu tố xây dựng thêm tình đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo, yêu quê hương. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo. Bản thân cái sự hiện diện của các chiến sĩ cảnh sát biển trên cái biển đảo nó đã làm ấm lòng, làm sự yên tâm cho các cháu học sinh cũng như cho mọi người dân trên đảo. Và đặc biệt là các cháu thì luôn luôn có cái tình cảm rất là tốt đẹp đối với các cán bộ chiến sĩ, bộ đội nói chung và cảnh sát biển nói riêng. Cho nên là cái sức hấp dẫn và cái khả năng truyền cảm hứng đối với các cháu nó sẽ rất là cao. Và đương nhiên là không chỉ truyền cảm hứng cho các cháu học sinh mà còn cho phụ huynh và kể cả cho các thầy cô giáo. Nếu nói một cách chính xác nữa và cho toàn hệ thống chính trị, mỗi khi mà cảnh sát biển hiện diện trên đảo thì nó mang lại những cái tình cảm hết sức là ấm áp, sự yên lòng của bà con và mọi người dân trên đảo. Các hoạt động này là hết sức có ý nghĩa trong cái tuyên truyền chuyển đổi nhận thức của bà con ngư dân của chúng ta trong quá trình khai thác. Đồng thời là những hoạt động cũng hết sức là thiết thực gắn với các chủ đề xung quanh cái vận động và tuyên truyền vận động bà con ngư dân. Những ngày cùng lực lượng cảnh sát biển ở đây, chúng tôi cảm nhận được sự khăng khít giữa những người lính biển với người dân trên đảo. Công việc mà các anh đang làm có tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế của người dân. Hiểu rõ vấn đề, người dân cũng hết lòng hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trên biển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước.